Và cũng trong buổi sáng ngày hôm nay tại hội thảo thúc đẩy dòng vốn Hàn Quốc vào Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là trong 9 tháng năm nay, Hàn Quốc sẽ đứng thứ 2 trong số 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Vậy đâu là những điểm mà các nhà đầu tư Hàn Quốc thực sự quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam? Phóng viên Hoa Trà của VTV Money sẽ thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, chính việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và những bước tiến trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nền tảng quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư vào Việt Nam. Một số doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ là cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu đầu tư cũng có sự dịch chuyển giữa các ngành nghề. Trước kia Việt Nam có nhiều thế mạnh về nguồn lao động dồi dào thì các ngành như dệt may, da giày thu hút vốn FDI lớn. Còn hiện nay thì có xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực khác như du lịch, sản xuất có hàm lượng công nghệ cao hay tăng trưởng xanh, năng lượng xanh nên Việt Nam cũng cần phải có sự đầu tư chú trọng hơn để đào tạo nguồn nhân lực bắt kịp với sự thay đổi đó. Diễn đàn cũng thảo luận nhiều về những thách thức hiện nay với dòng vốn đầu tư toàn cầu và xu hướng dịch chuyển vốn giữa các thị trường và những định hướng Việt Nam cần tiếp tục phát huy để giữ chân được dòng vốn ngoại, như là phải phát huy được lợi thế về vị trí địa lý, phát triển cơ sở hạ tầng logistics nhằm tạo ra chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bền vững hơn.